Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các anh chị em đã hiệp tác và đi ở trong đoàn. Bởi vì cái sự dâng hiến, tài chánh cũng như thời giờ mà Chúa Ngài đã sử dụng anh chị em để làm nguồn phước cho rất là nhiều người. Năm nay trong nhiều mức độ, chúng ta thấy Chúa Ngài làm lớn hơn, làm rộng hơn các năm trước. Số người được chữa lành, số người được Chúa Ngài ban phước. Thì chúng ta thấy ở trong cái mức độ hết sức là nhanh và lớn rộng ở trong ơn của Chúa. Khi chúng tôi lên đến địa điểm thứ hai và thứ ba, thì chúng tôi cảm ơn Chúa là tin đồn từ Cà Mau lên, thì các anh chị em ở tại đó, các đại tớ của Chúa báo cho chúng tôi biết là không có đủ chỗ cho người ta ngồi, phải dời địa điểm. Và cảm ơn Chúa nhiều điều kỳ diệu khác Chúa Ngài ban cho. Và Chúa thật có giúp đỡ để sứ điệp mà Chúa Ngài giao cho chúng ta trong kỳ này về để khích lệ anh chị em chúng ta và nói với hội thánh của Chúa tại Việt Nam: Covid đã qua rồi, chúng ta cần phải đứng dậy để tỏa sáng ra. Vì ánh sáng của Chúa đã đến và vinh quang của Ngài đã mọc lên trên chúng ta. Và cảm ơn Chúa nhiều chức vụ đã được khích lệ, nhiều hội thánh đã được Chúa Ngài làm cho tươi mới. Và cánh cửa rộng mở cho chúng ta ở trong ơn của Chúa để có thể hiệp tác và giảng tin lành của Chúa khắp đất nước Việt Nam của chúng ta trong những ngày sắp đến. Nên cảm ơn Chúa, cảm ơn các anh chị em đã dâng hiến thời giờ cũng như tài chánh cũng như đời sống của mình ở trong những ngày qua. Họ cho chuyến đi được kết quả một cách rất là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có lẽ đó là món quà mà chúng ta dâng cho Chúa mà Chúa nghe đẹp lòng, bởi vì chúng ta đã làm bằng hết cả tấm lòng của mình. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Thiên đàng trên đất. Và hôm nay thì chúng ta sẽ suy nghĩ về những lễ vật phù hợp cho nhà vua. Sự xuất hiện của những nhà thông thái ở trong câu chuyện mà chúng ta đã đọc sáng hôm nay ở trong Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 11 nó đã xảy ra cho chung quanh của việc Chúa Giê-xu Ngài giáng trần làm người. Và thực sự họ đã đến vào trong thời điểm mà phép lạ của sự ra đời Đức Chúa Giê-xu Ngài đã diễn ra. Trong khi Mary và Joseph bận rộn với cuộc sống, bởi chúng ta biết rằng điều này đã nó xảy ra sau khi Chúa Giê-xu Ngài đã sanh ở tại chuồng chiên mang cỏ. Và bây giờ thì ở trong một cái căn nhà, tức là đã có một thời gian trôi qua. Và trong cái thời điểm như thế thì những cái món quà mà họ đem đến dâng cho Chúa thì Chúa Ngài dùng để nhắc nhở cho Mary và Joseph các mục đích ngay từ ban đầu mà Chúa Ngài đã nói với họ. Và ngày nay tôi tin rằng ngay cả khi mùa Giáng sinh diễn ra, chúng ta có thể đang bận rộn cho việc chuẩn bị cho Giáng sinh, rồi chúng ta cũng chuẩn bị để chào đón năm mới. Thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn nhắc nhở chúng ta về ba cái lễ thật mà Chúa đã dùng các nhà thông thái khi họ dâng những cái lễ vật để nhắc nhở cho Mary và Joseph. Thì xin Chúa Ngài cũng nhắc nhở chúng ta. Cũng điều mà tôi lắng nghe khi sinh hoạt, khi tiếp xúc với lại những người Mỹ, rồi bây giờ thì dần dần người Việt Nam của chúng ta cũng rơi vào trong cái tình trạng đó. Đó là Giáng sinh trở nên gánh nặng. Họ nói Giáng sinh tới rồi, bao nhiêu sự lo lắng xảy ra. Lo lắng của Giáng sinh là bởi vì phải tốn rất là nhiều tiền để mua quà cáp để tổ chức Giáng sinh. Và nếu Chúa Ngài đến mà trở nên gánh nặng cho chúng ta thì chúng ta đã thấy chúng ta vì một lý do nào đó đã đánh trật mục đích rồi. Và Chúa đến để giải cứu chúng ta. Chúa đến để ban chúng ta sự bình an, vui mừng. Cho nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ vượt xa những cái việc mà chúng ta thấy truyền thống của con người cũng như thương mại hóa về Giáng sinh đó, để chúng ta có thể thấy cái lý do thật của việc Chúa Ngài giáng trần làm người để làm gì. Chúa chính là trọng tâm của Giáng sinh, chứ không phải cây Noel hay là ông già Noel hay là quà biếu mà chúng ta phải tốn rất là nhiều tiền. Chúng ta biết rằng có những người Mỹ mùa này đó là họ xài và họ cà thẻ của họ đến chỗ qua đến cái chỗ là không còn nữa. Đến độ là họ phải làm cho đến nửa năm sau thì mới trả dứt được cái nợ mà họ gây nên bởi mùa Giáng sinh. Chúng ta thấy một cái gánh nặng, chúng ta thấy rất là vô lý, bởi vì người ta đã đánh mất ý nghĩa thật của Giáng sinh. Cho nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta được nhắc nhở ba cái lễ thật quan trọng này, để chúng ta có thể đón chào sự Giáng sinh của Chúa đúng theo như cách mà Chúa Ngài đã định. Và chúng ta dâng cho Chúa cái món quà mà Chúa Ngài mong tìm thấy từ nơi chúng ta. Chúng ta nghe lại phần Kinh Thánh này, Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 12. Khi Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh từ thành Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Hê-rốt,
Có mấy nhà thông giáo ở Đông Phương đến thành Jerusalem hỏi rằng, vua dân Giu-đa vừa mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên Đông Phương, nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở trong dân lại để hỏi họ, Đấng Christ được sanh tại đâu? Họ tâu rằng, tại thành Bethlehem miền Giu-đê, vì có lời tiên tri chép rằng, hỡi Bethlehem thuộc Giu-đê, người đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Herod bí mật mời các nhà thông thái đến và tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua lại sai họ đến thành Bethlehem mà căn dặn, hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy, khi tìm gặp rồi hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài. Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên Đông Phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và đến nhà, họ thấy con trẻ và Maria mẹ Ngài thì phủ phục xuống thờ lại Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mục dược. Sau đó trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ của mình. Phần Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều mặt của cuộc sống. Có những người từ xứ xa, họ không phải là dân của Chúa, nhưng họ đã theo dõi những cái dấu của trời đất. Khi họ thấy một vì sao lạ xuất hiện, thì họ biết rằng có một vị vua mới chào đời. Và họ đã lên đường, đi một đoạn đường rất xa đến để tìm cho bằng được, để họ có thể được thỏa lòng trong sự thờ phượng Ngài. Mà họ cũng đem những lễ vật đến để dâng cho Ngài. Và chúng ta để ý, chúng ta sẽ học các lễ vật này xứng đáng cho một vị vua. Nhưng tại Bethlehem, ở tại Jerusalem, thì chúng ta thấy tuyển dân của Chúa là những người đã có những cái lời tiên tri của Chúa đã rao báo cho họ rằng sẽ có một đấng cứu thế đến. Họ biết rõ đến độ là họ có thể trích cái lời tiên tri đó một cách rất sức là thành thuộc. Hỏi Bethlehem thuộc Giu-đê, người đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Nhưng mà những người này chúng ta thấy rằng họ không mong đợi. Rồi chúng ta thấy vua Herod tại đây, ông cũng đã làm một công việc mà chúng ta thấy rằng ông nhờ các bác sĩ, các thầy thông giáo này, những người thông thái này, đi và tìm cho được dấu tích và biết một cách rõ ràng rằng Âu Chúa này sanh ra lúc nào. Để ông nói rằng ông đến để tôn thờ, nhưng mà thật ra ông có ý định muốn tiêu diệt Ngài. Những người thông thái từ xa không thuộc về dân Chúa lại đến với một thái độ, với một tấm lòng thờ phượng Chúa, chuẩn bị những lễ vật xứng đáng để dâng lên cho Ngài. Và những lễ vật của họ là những cái sự hiểu biết mà chúng ta thấy rằng phải rất là sâu, họ mới có thể biết được điều này. Họ đi đến gặp một em bé mà họ cúi xuống để họ thờ lại, tức là họ nhận biết em bé này không phải là một con người tầm thường. Họ dâng những của lễ rất là quý, những của lễ có rất là có ý nghĩa. Thì chúng ta thấy bên phía bên kia có những người thông thái của dân của Chúa, họ là những người biết Kinh Thánh, họ là những người biết lời của Chúa, nhưng họ là những người chúng ta thấy rằng họ khốn đốn, lo sợ khi việc lời tiên tri này được ứng nghiệm. Vì lời của Chúa nói rằng nghe xong thì chúng ta thấy rằng cả thành Jerusalem, chúng ta thấy rằng bối rối, cả thành Jerusalem run sợ về cái việc này. Thật là vô lý. Nhưng mà việc đó nó cũng có thể xảy ra cho chúng ta ở trong ngày hôm nay. Những con người chưa biết Chúa, thường ở trong mùa Giáng sinh họ đã được gặp được Chúa. Trong khi đó thì trong giáo hội có những con người biết Kinh Thánh, nhưng mà họ đánh mất Giáng sinh. Giáng sinh bây giờ chỉ còn là một lễ nghi, Giáng sinh chỉ còn là một ngày lễ hội, Giáng sinh chỉ còn là một truyền thống của con người. Và họ đã dâng cho Chúa những cái thừa lại của đời sống hơn là dâng cho Chúa những cái gì quý nhất mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ hoàn chỉnh ở trong ơn của Chúa. Những nhà thông thái này đã đến và mang theo vàng, nhũ hương và mục dược. Khi đến Jerusalem thì họ mất dấu ngôi sao, nên họ đã đến hoàng cung để tìm Chúa. Khi đến nơi, họ ra mắt vua Herod để xin vua cho biết là vua mới sanh ở đâu để họ ra mắt Ngài. Vua Herod cho dời các thầy thông thái với chúng ta thấy để hỏi xem vua của Giu-đa mới sanh ở đâu. Chúng ta biết Herod là người không phải là tuyển nhân của Chúa, nhưng mà đã được dựng nên như một vị vua bù nhìn bởi đế quốc La Mã. Thì ông đang cố gắng để củng cố cái ngôi, cái ngai vàng của ông.
Người ta nói rằng con người này rất là gian ác, và con người này muốn giữ cái ngai của mình, đến độ ông giết chính con trai của ông khi ông đọc thấy nó có ý là muốn cướp lấy ngôi của ông. Chỉ mới nghĩ lên như thôi, ông đem ra ông giết liền. Vậy con người này muốn tìm cách để giữ cái địa vị của mình, giữ cái vị trí của mình hiện tại đang có. Và chúng ta cũng để ý đến tại đây, chi tiết đó là khi nghe tin thì cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua Herod bối rối vì sợ ngai vàng của mình bị chiếm đoạt. Dân chúng bối rối sợ liên lụy, bởi vì sẽ có một trận chiến hay là lật đổ, thay vua đổi vị thì sẽ bị ảnh hưởng đến họ. Rồi cả thành Jerusalem chúng ta thấy họ lùi trở về cuộc sống bình thường. Chúng ta nghe nói gì thêm trong khi các nhà thông thái tiếp tục đi và tìm kiếm Chúa, thì chúng ta thấy không có ai ở tại Jerusalem làm công việc này. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta đừng rơi vào tình trạng của dân thành Jerusalem lúc bây giờ, mà mỗi người trong chúng ta sẽ hết lòng tìm kiếm Chúa, kinh nghiệm được, và chúng ta sẽ hết lòng thờ phượng Ngài và dâng cho Chúa những gì tốt nhất chúng ta có thể dâng được. Tại sao? Vì khi chúng ta giao cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống, thì thiên đàng sẽ thể hiện ở trong cuộc đời của chúng ta, thiên đàng sẽ đến trên đất này. Vì vua cũng muôn vua đã đến để tìm và cứu chúng ta và phục hồi đời sống của chúng ta. Nên rất là quan trọng để chúng ta nhận biết điều đó. Chúng ta biết ở Đông Phương cổ đại thì việc mang theo lễ vật đặc biệt và quan trọng khi ra mắt người mà mình tôn trọng, như là vua hay là những người tướng hay là những người mình tôn trọng, đó là một cái việc mà chúng ta thấy rằng rất là thường xảy ra. Cho nên cái sự chuẩn bị và mang theo những cái lễ vật này của các nhà thông thái là việc không phải lạ. Nhưng mà cái lạ mà chúng ta thấy tại đây đó là cái loại lễ vật mà họ mang theo. Chúng ta thấy họ mang nhũ hương. Đây là một cái loại chất dẻo lấp lánh có mùi thơm, thu hoạch được khi người ta rạch ở trong vỏ cây của một cái loại cây đặc biệt, mà cái nhựa của nó tươm ra, nó rất là thơm và tiết ra một cái mùi rất là đặc biệt. Và cái loại cây này tìm thấy được Ả Rập và một số nơi khác. Đây là loại thức thơm mà người ta có thể hòa chế để làm dầu sức cho những vị vua khi đăng quang làm vua, và được sử dụng để ướp xác cho những người, như chúng ta thấy ở trong Giăng chương 19 câu số 39, khi Joseph người Arimathê và Nicodem đã ướp xác Chúa. Có nhà bình luận cổ đại và những người nghiên cứu về kinh thánh hiện đại đã tìm thấy giá trị biểu tượng cho ba món quà này: vàng tượng trưng cho hoàng gia, nhũ hương và nhựa thơm tượng trưng cho cuộc khổ nạn và sự chôn cất. Và chúng ta thấy khi hiểu được điều này, chúng ta thấy rằng ba con người này thật sự là những người rất là sáng suốt. Họ đã thấy được Chúa Giêsu đến trong cương vị Ngài là vua của dân Giu-đa, và Ngài đến để chịu chết để nợ tội cho nhân loại, và Ngài sẽ chịu chung. Cho nên họ chuẩn bị dâng cho Chúa những lễ vật này rất ý nghĩa. Và chính ba cái lễ vật này, khi hiểu cái ý của nó, chúng ta mới thấy được chính Chúa Ngài đã báo cho Mary và Joseph. Chúa Giêsu khi được sanh ra được đặt tên là Giêsu, có nghĩa là cứu Chúa. Ngài đến để làm Emmanuel, Đức Chúa Trời ở trong thân thể con người trở lại, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và Ngài đến để cứu dân mình ra khỏi tội. Ngài đến để làm vua. Ngài được sanh ra theo xác thịt thì theo dòng dõi của vua David. Thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa đã được báo trước cho Mary và Joseph. Và bởi ba cái lễ vật này, chúng ta thấy rằng nhắc nhở họ rằng con trẻ mà họ đang trưởng dưỡng chính là vua trên muôn vua giáng trần làm người để làm cứu Chúa của nhân loại. Ngài đến để chịu chết đền nợ tội cho nhân loại. Và như lời của Chúa đã dùng cụ Simeon để nói với Mary là sẽ có một thanh gươm đâm sâu ở tim của bà. Nói đến cái giây phút bà đứng ở chân thập tự giá và nhìn thấy con phần xác của mình chịu đóng đinh trên thập tự giá, và trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nói với người môn đệ thân tín mà Ngài yêu thương rằng: đây là mẹ của người, đây là con của người. Kể từ giờ phút đó, người môn đệ đó đã mang Mary về để chăm sóc như là mẹ của mình. Thì bà, tim của bà như có một thanh gươm đâm xuyên qua. Và chúng ta thấy tất cả những cái món quà này, ba cái món quà này, và ý nghĩa của nó làm sống động lại những lời mà Chúa Ngài đã báo trước cho Mary và Joseph. Những người dân thường ở tại Giu-đa, ngay khi họ biết những cái sự kiện lớn đang diễn ra, chắc có lẽ cũng không bao giờ có thể mang đến cho Chúa Giêsu những cái món quà mà các nhà thông thái đã mang đến. Trong thế kỷ thứ nhất thì vàng, nhũ hương và mục dược có giá trị tính theo giá trị ngày hôm nay tương ứng là 600, 500 và 4.000 đô la
mỗi một cái cân anh như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy các nhà thông thái mang đến cho vua của người Do Thái những món quà có giá trị tiền tệ lớn nhất ở trong thời của họ. Nhưng đây cũng là những món quà cho chúng ta thấy có tính cách tiên tri về sự Chúa Giê-xu chịu thương khó, chịu chôn, dầu để sức cho Chúa Giê-xu, để chuẩn bị cho việc Chúa Ngài chịu chôn cất. Những người tin rằng nhũ hương có thể được sử dụng từ việc trị cái chứng bệnh hôi miệng đến nhiễm trùng da, cho nên người ta được nhũ hương được đánh giá rất là cao trong thế giới cổ đại. Mà chúng ta là những hội thánh ân tứ của Chúa, bước đi trong ơn của Chúa, vâng lệnh Chúa, chúng ta chuẩn bị dầu để chúng ta xuất dầu cầu nguyện cho người bệnh đó. Có một cái công thức hòa chế gọi là dầu có Frankenstein ở trong đó. Đây là loại dầu nhũ hương được nhắc đến ở trong phần kinh thánh này, để chúng ta thấy giá trị của nhũ hương được nhắc đến một cách rất là đặc biệt. Cảm ơn Chúa. Và ngày hôm nay người ta cũng nghiên cứu của các nhà nghiên cứu hiện đại đã phát hiện ra nhũ hương có cái đặc tính để khử trùng, để kháng nấm và chống viêm một cách rất là tuyệt vời. Và trong một cái phương thức hòa chế dầu, người Trung Hoa cũng có một cái loại dầu gọi là King Oil. Thì người ta trong đó có cái phần nhũ hương để trong đó, nó có cái dược tính để có thể đem lại cái sự chữa lành. Một dược đã được sử dụng trong thời cổ đại để trị hói đầu, béo phì và làm thuốc để gây mê. Cho nên chúng ta còn nhớ khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, người ta muốn cho Chúa Ngài nếm một cái loại thức uống để làm giảm đau hay là làm cho bị tê đi, để giảm bớt cái đau đớn khi Chúa Ngài chịu thương khó trên thập tự giá. Vàng luôn được tin là có khả năng để chữa bệnh một cách siêu nhiên. Vàng được sử dụng như là một cái phương pháp để trị liệu, để giúp đỡ cho những người bị viêm khớp. Rồi ở tại Việt Nam, tôi nhớ lúc nhỏ thì được nghe, và tôi có lần bạo miệng hỏi là có một người buôn bán về vật liệu xây dựng ở tại quê của tôi. Ông bị bệnh phung, bị bệnh cùi. Và tôi nghe người ta nói rằng ông phải mỗi ngày bỏ những cái lượng vàng vào ở trong cái nồi nấu và lấy cái nước nước nấu vàng đó để uống, để vì một cái cách nào đó ngăn chặn cái việc bệnh phung của ông nó tiếp tục nó phát tác. Tôi nhớ có một lần khi nghe cái điều đó và đến với tôi hỏi, thì cũng có quen biết với gia đình của ba mẹ của tôi, hỏi thưa bác có phải như vậy không? Ông nói đúng. Vàng người ta cũng có thể sử dụng có tính cách để trị bệnh, nhưng mà vàng ở đây chúng ta thấy lớn nhất đó là xứng đáng với lại cái của lễ mà dâng lên cho một vị vua. Nên chúng ta thấy ở đây ý nghĩa của ba cái của lễ mà các nhà thông thái này đã dâng lên Chúa Giê-xu, bày tỏ cho chúng ta thấy cái mục đích của nó. Hơn nữa chúng ta đang học sách Tin Lành Ma-thi-ơ, được viết để như là một luật sư vĩ đại ở trong sách Tin Lành này. Ông đứng trước khán giả hay là bồi thẩm đoàn và tuyên bố một cách dứt khoát rằng Giê-xu là Đấng Christ, vua của dân Do Thái. Và chúng ta thấy tại đây như là một luật sư, ông đứng và ông trình bày những cái bằng chứng để xác nhận địa vị của Chúa Giê-xu. Ông bắt đầu với cuốn sách của mình bằng lời khẳng định về gia phả của Chúa Giê-xu. Ông chứng minh một cách rất là chi tiết bởi các đời khác nhau để bày tỏ ra rằng Chúa Giê-xu được sanh ra theo dòng dõi của vua David, đúng như lời tiên tri đã báo là từ nơi David Chúa Ngài sẽ dựng nên ngôi quyền của ông sẽ còn lại cho đến đời đời. Và sau đó chúng ta thấy ông Ma-thi-ơ đã đưa ra những cái bằng chứng xuyên suốt cuốn sách này để chứng minh rằng Chúa Giê-xu Christ không thể nào khác hơn là Đấng Christ phải đến. Nguồn gốc hoàng tộc của Chúa Giê-xu từ vua David là bằng chứng A. Sự ra đời bởi một trinh nữ là một sự ứng nghiệm của lời tiên tri là bằng chứng B. Rồi phần kinh thánh sáng hôm nay là bằng chứng C mà chúng ta thấy ở đây. Sự ra đời của vị vua vĩ đại này diễn ra giống như độc giả đầu tiên của phúc âm Ma-thi-ơ này mong đợi sự ra đời của bất kỳ một vị vua nào khác. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng từng chi tiết một được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Bây giờ tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ ý nghĩa và những điều chúng ta cần phải đáp ứng lại. Thứ nhất là của lễ bằng vàng, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu là vua. Nếu Ngài là vua của cuộc đời của chúng ta thì Ngài đáng được lòng trung thành của dân của Ngài. Rông Danh chương 19 câu 25 đến 27,
Đứng gần thập tự giá của Đức Giêsu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Mary vợ của Cleopa và Mary Magdalene. Đức Giêsu thấy mẹ của Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng: "Thưa bà, đó là con của bà." Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: "Này là mẹ của con." Từ giờ đó, môn đồ này đem bà về nhà của mình. Chúng ta thấy ở tại đây, tức khắc sứ đồ danh là cái người môn đồ mà Chúa yêu đó, lập tức vâng lời, đem Mary về và chăm sóc như là mẹ của mình. Đây là điều mà chúng ta cần có ở trong đời sống của chúng ta. Nếu Chúa Giêsu là vua của cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải có một cái lòng trung thành vâng lời Chúa một cách tuyệt đối như vậy. Khi chúng ta làm như vậy, anh chị em, chắc chắn phước của Chúa sẽ đổ xuống trên đời sống của chúng ta. Và Đức Chúa Trời không bao giờ, Đức Chúa Giêsu không bao giờ đòi hỏi chúng ta trung thành với Ngài và trung tín với những công việc vô lý. Ngài biết rằng khi chúng ta nghe theo lời của Chúa hướng dẫn mà chúng ta vâng lời đó, thì chắc chắn sẽ có kết quả lớn lao xảy ra cho đời sống của chúng ta. Sẽ có sự tăng trưởng, sẽ có sự khác biệt ở trong đời sống của chúng ta. Nếu Ngài là vua thì Ngài đáng được dân của mình tôn vinh. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 chép như thế này: "Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời." Cảm ơn Chúa. Ngài đáng được tôn vinh trong cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ trên môi miệng của chúng ta mà thôi, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta đó. Từ cái việc chúng ta ăn, chúng ta đừng có để cho cái khoái khẩu của chúng ta làm tối danh Chúa. Người xung quanh có thể vấp phạm bởi những cái món ăn khoái khẩu của người Việt Nam của chúng ta. Hôm nay tôi nhớ một câu chuyện mà tôi đã kể và tôi thấy rằng xuất nghiệp để nhắc ở chỗ này. Có một số người ở trong cái phòng ăn của một công ty thì thình lình họ bỏ chạy, làm cho mọi người ngạc nhiên. Khi hỏi ra cặn kẽ mới biết là có một chị người Á Châu của chúng ta đi vào trong phòng ăn, bỏ vào trong microwave, chuẩn bị đem ra để một miếng bánh mì, một lát bánh mì, bỏ một cái trứng vịt lộn, kẹp một miếng bánh mì khác đưa lên miệng ăn. Những người Mỹ đứng xung quanh hỏi: "What are you eating?" "Bạn ăn cái gì đó?" Nó là baby duck sandwich. Họ chạy toán loạn vì họ nghĩ rằng có một cái người thời tiền sử đó đang ngồi ở với họ. Rồi cũng có những lời kể khác. Có những anh chị em của chúng ta người Việt Nam, chúng ta vào ở trong những cái phòng ăn của công ty của mình đó, mình đem mắm kho mình vào trong đó, mình bỏ cho trong microwave, mình hâm lên một cái là người ta chạy. Mà mình ở trong những ngày trước đó, mình nói rằng mình là cơ đốc nhân, mình là con cái của Chúa, mình làm chứng, mình muốn đem họ đến với Chúa. Anh chị em, cái ăn của chúng ta có thể làm cho người khác bỏ chạy thay vì được kéo đến với Chúa. Cho nên lời của Chúa bảo chúng ta tới đây là chúng ta hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Uống thì khỏi nói rồi. Chúng ta uống cái gì mà làm cho người khác vấp phạm thì chúng ta cũng phải tránh. Hay là những cái công việc chúng ta làm. Anh chị em, chúng ta là gia đình hoàng tộc. Chúa của chúng ta cũng là cha chúng ta. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài là vua của vũ trụ này. Thì như vậy cái tiêu chuẩn sống của chúng ta nó cũng phải khác hơn với lại những người bình thường. Chúng ta thấy điều đó. Ở trong tang lễ của nữ hoàng nước Anh, ở trong đám cưới của Harry, thì chúng ta thấy có những cái việc mà người thường có thể nói, người thường có thể ăn mặc, nhưng mà người của hoàng gia thì người ta có một cái tiêu chuẩn khác hơn. Thì hơn thế nữa, chúng ta là con của vua trong muôn vua, Chúa trong muôn Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tôn vinh Chúa bằng cái ăn, cái uống, cái mặc của mình ở trong đời sống của mình, cái cách cư xử của mình. Đó là điều mà không phải là quá đáng để đòi hỏi người chúng ta, phải không chị? Chúng ta tôn Chúa là vua thì hãy để cho đời sống của chúng ta hãy làm tất cả vì vinh quang của Chúa. Nếu một món ăn nào tôi làm cho những người lân cận vấp phạm, tôi sẽ không ăn nó nữa. Nếu có những cái hành động, có những công việc mà có thể làm cho những người lân cận vấp phạm, tôi sẽ không làm. Tôi chỉ làm những gì làm vinh quang Chúa. Vì vinh quang của Chúa mà tôi làm. Thứ ba, nếu Ngài là vua của chúng ta thì Ngài đáng được chúng ta phục tùng ý muốn của Ngài. Có một câu chuyện cho chúng ta thấy rằng một cuộc đời đã giữ đạo một cách hết sức là rõ ràng. Và người này còn hãnh diện về việc này nữa.
Nhưng Chúa biết còn thiếu. Và khi Chúa chỉ dẫn thì chúng ta thấy cái sự đáp ứng rất là đáng tiếc. Ma-thi-ơ chương 19 câu 16 đến 22. Lúc ấy có một người đến hỏi Ngài: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Sao ngươi hỏi ta về điều lành? Chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Những điều răn nào?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình." Người thanh niên ấy thưa: "Tôi đã phân giữ tất cả những điều này, tôi còn thiếu điều gì không?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta." Câu 22. Khi nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi vì anh có quá nhiều của cải. Anh ấy nghĩ, và trong lời nói theo bản hiệu đính chúng ta thấy ở tại đây, dường như là anh ta muốn nói với Chúa Giêsu: "Tất cả những cái tiêu chuẩn mà Chúa nói đến đó, tôi đã làm mà làm tốt hơn những gì mà ý của Chúa muốn hỏi nữa." Nhưng anh mù đối với một cái điều răn mà Chúa nghe dạy: "Trước mặt ta ngươi chớ có thần khác." Cái tiền của anh đã trở nên hình tượng ở trong đời sống của anh. Anh chị em, tiền bạc nó là một cái người đầy tớ rất tốt, nhưng mà nó là một ông chủ rất là gian ác. Nếu nó làm chủ cuộc đời của chúng ta thì nó sẽ đối đãi với chúng ta và nó sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống một cách rất là kinh khủng. Nhưng khi chúng ta làm chủ những đồng tiền hay là của cải mình có ở trong tay, lúc bây giờ chúng ta mới thật sự sống một sự sống tự do. Chúa Giêsu thấy cái người này giữ các điều răn khác thì dường như là trọn vẹn rồi đó. Đúng như lời của anh nói, Chúa Ngài không nói rằng người nói bậy, người không có làm những điều đó. Nhưng mà Chúa thấy anh còn thiếu một điều. Anh phạm cái điều răn đầu tiên mà anh không thấy. Chúa Ngài khi Ngài ra lệnh này để cho thấy rằng anh thật sự là chủ của đồng tiền, hay là đồng tiền hay là của cải nó làm chủ anh. Để câu trả lời chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi vì anh ta có quá nhiều của cải. Anh chị em đừng lo, Chúa không bảo chúng ta đi bán hết của cải của mình cho người khác. Nhưng mà ý của Chúa Giêsu tại đây, và ý mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em ở tại đây, đó là đừng để bất cứ điều gì nó làm chủ đời sống của chúng ta. Dù nó là một cái món khoái khẩu, bất cứ điều gì, bởi vì nó, bất cứ điều gì làm chủ chúng ta sẽ là nô lệ nó. Nếu là những cái thứ kích thích cơ thể của chúng ta thì nó gọi là chúng ta bị ghiền, bị nghiện đó. Có những thứ nó sẽ kiểm soát đời sống của chúng ta nếu chúng ta để nó làm chủ. Vì Chúa là vua, chúng ta hãy phục tùng ý muốn của Chúa một cách trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai chúng ta thấy về nhũ hương. Nhũ hương nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài đáng được tôn thờ. Philip chương 2 câu 9 đến câu số 11. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là điều phải có trong đời sống của chúng ta, anh chị em. Chúng ta phải để Chúa Ngài là đấng tối cao mà chúng ta tôn thờ. Danh của Chúa là danh trên hết mọi danh. Khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống. Ngài đáng phải được vị trí chúng ta tôn thờ Ngài, như các bác sĩ, như các nhà thông thái này. Anh xem, họ chưa biết Đức Chúa Giêsu. Họ chỉ nghiên cứu các vì sao. Họ có thể là những người nghiên cứu các lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Nhưng mà khi họ gặp Chúa thì cái thái độ của họ là điều đáng để chúng ta học hỏi, là họ cúi xuống, họ thờ phượng Ngài. Nếu nhìn về tuổi tác, chúng ta thấy rằng nó mâu thuẫn. Một em bé mới sanh mà tại sao họ quỳ xuống rồi? Nhưng mà họ nhìn xa hơn là tuổi tác, bởi vì họ biết được rằng Ngài là đấng phải đến, Ngài là đấng Messiah phải đến, Ngài là vua của dân Giu-đa. Cho nên chúng ta thấy sự ra mắt của họ cũng là một cái gương cho chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em, khi chúng ta về nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa, lòng của chúng ta hãy cúi xuống để chúng ta ra mắt Chúa. Cảm ơn Chúa. Người ta nói ở tại sứ thánh ở tại Jerusalem thì gần đó có thành Bethlehem đó. Cái nơi mà người ta nghĩ rằng đó chính trước đây nó là cái chuồng chiên mắng cỏ đó. Ngày hôm nay người ta có đánh một cái ngôi sao tại đó.
Và cái ngôi sao này được ở trong cái chỗ mà cái cửa của nó rất thấp. Thì được hỏi tại sao họ mở cái cửa cho nó cao để người ta đi vào trong đó dễ dàng. Thì câu trả lời là người ta vẫn giữ vì có cái chủ định. Để chúng ta muốn tìm thấy cái nơi Chúa sanh ra đó, chúng ta phải cúi xuống chúng ta mới thấy. Đi dõng lưng trong sự kiêu ngạo chúng ta sẽ bị u đầu. Đến với Chúa cũng vậy anh chị em. Khi lòng của chúng ta trước mặt Chúa, trước sự hiện diện của Chúa mà lòng của chúng ta hạ xuống, thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta gặp được Ngài. Vì Chúa Ngài thấy những kẻ kiêu ngạo và Ngài đã đuổi họ từ xa. Nhưng mà kéo những người khiêm nhường đến gần Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thái độ đúng khi chúng ta ra mắt Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài đáng được chúng ta tin tưởng hoàn toàn. Thi Thiên 46 câu 10 chép hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên đất này. Nguyện xin Chúa Ngài cho đi chúng ta có những giây phút ở trong đời sống của chúng ta. Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải yên lặng để nhận biết sự hiện diện của Chúa, nhận biết quyền chủ tể của Ngài. Không có một việc gì trong đời sống này là quá khó cho Chúa như tuần rồi chúng ta đã học. Không việc gì là quá sức của Chúa, không việc gì là quá khó cho Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài là đấng có thể làm tất cả những cái không thể trở nên có thể trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta phải có những giây phút chúng ta đừng chạy đây chạy đó, đừng chúng ta đừng có nói năng liên thuyên nữa mà chúng ta yên lặng cầu nguyện, giao phó cho Chúa để nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ được tôn cao ở trong các nước và Ngài sẽ được tôn cao trên đất này. Điều đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Như Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của chúng ta thì Ngài đòi hỏi chúng ta phải nên thánh. Lê-vi ký chương 20 câu 26 chép các con hãy nên thánh cho ta. Vì ta là Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các con khỏi các dân tộc để các con thuộc riêng về ta. Cái chữ thánh mà chúng ta có ở trong chữ hội thánh của Chúa đó, không phải tự chúng ta là chúng ta sống một đời sống quá thánh đến độ là chúng ta được gọi là những ông bà thánh. Mà chữ thánh ở đây, ở trong cái chữ Ecclesia, chữ hội được Chúa Ngài tuyển chọn để biệt riêng. Chúng ta được Chúa Ngài biệt riêng chúng ta để chúng ta thuộc về riêng Ngài. Ta đã phân rẽ các con khỏi các dân tộc để các con thuộc riêng về ta. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài gọi chúng ta ra khỏi đời này để chúng ta sống thánh khiết giống như Chúa. Để rồi chúng ta bước trở lại vào trong cuộc đời này ảnh hưởng để khiến cho thế giới này được trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta trở vào ở trong thế giới này như muối mặn của đất. Nên tôi thường nói với anh chị em, cái ý niệm về chúng ta gom về ở trong một cái khu xóm rồi chúng ta lập một cái xóm đạo để chúng ta sống ở trong cái cộng đồng niềm tin của chúng ta mà thôi đó. Đó là ý niệm nghịch lại với tân ước, với sứ mạng vĩ đại của Chúa. Ngài muốn rải chúng ta ra ở trên thế giới này. Bởi vì muối mà nó nằm ở trong hũ, nó không có giá trị gì hết. Muối nó chỉ có giá trị khi nó được rắc vào ở trong cái nồi súp, khi nó được rắc vào ở trong những con cá, những cái miếng thịt để giữ cho không bị hôi thối. Khi Chúa Ngài đặt chúng ta vào ở trong thế giới này, để chúng ta sẽ làm giảm cái mức độ băng hoại của thế giới này khi muối của chúng ta tỏ ra chất mặn của nó. Chứ còn muối chúng ta cứ ở trong hũ. Tất cả những sinh hoạt của chúng ta là chỉ đến nhà thờ rồi chúng ta đi về. Chúng ta sẽ không ảnh hưởng gì cho thế giới của chúng ta. Chúng ta là ánh sáng của thế gian. Một cái thành được cất ở trên đồi cao không gì có thể che khuất được. Chúa muốn chúng ta đi vào trong cuộc đời này. Chúa muốn chúng ta vào trong sở làm của mình. Chúa muốn chúng ta vào trong trường học của mình. Và tại đó chúng ta tỏa sáng ra. Trong cách cư xử, trong cái cách chúng ta giúp đỡ những người lân cận của chúng ta. Trong cái cách chúng ta đem tin lành của Chúa đến cho họ. Xin Chúa giúp để chúng ta sẽ sống một đời sống nên thánh. Vì Chúa của chúng ta là thánh. Con giống cha. Chúa Ngài đã biến đổi, Ngài đã cho chúng ta được làm người nhà của Ngài. Thánh Linh của Chúa đang tiến trình của sự thánh hóa của Ngài để chúng ta mỗi ngày được trở nên giống như Chúa hơn. Cho nên nếu chúng ta thật sự xem Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, hãy sống một cách thánh khiết ở trước mặt Chúa. Làm sao để có được điều này? Mỗi ngày ở trong sự hiện diện của Chúa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta chơi với những người bạn ở đời, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và tôi thấy cái điều này thường. Một cái người mà vắng đi nhà thờ một thời gian chừng 4 cho đến 5 tuần lễ, trở lại nhà thờ đi nói chuyện với anh em một chút, có thể nó bất chợt một tiếng chửi thề nó ra từ miệng của mình. Ảnh hưởng nhanh như vậy đó anh chị em.
Mình trước đây đã bỏ nó rồi, cái ngữ vựng nó không còn ở trong miệng của mình nữa. Khi mình gần các anh chị em, mình gần Chúa, mình ở trong cái một mối tương giao mật thiết với Chúa. Nhưng mà khi mình xa Chúa một chút xíu, xa cộng đồng niềm tin một chút xíu, mình trở lại bạn bè cũ, mình để cho đời nó ảnh hưởng mình đó. Rồi tôi cam đoan với anh chị em, ngôn ngữ của chúng ta là cái điều đầu tiên nó sẽ xuất hiện. Những cái cũ kỹ nó trở lại, những cái dưa hành cũ kiệu của xứ Ai Cập nó trở lại, và nó thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa đã bảo chúng ta như vậy. Bạn bè xấu làm hư thói nói tốt, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận biết điều đó, ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong lời của Ngài, thì chính Chúa Ngài sẽ hành động và làm cho tâm trí của chúng ta được đổi mới. Ngài gột rửa tâm trí chúng ta bằng lời của Ngài, khiến tâm trí chúng ta suy nghĩ nó thánh thiện. Mà tâm trí của chúng ta có những suy nghĩ thánh thiện, thì những cái tư tưởng của chúng ta nó sẽ sinh ra những hành động thánh thiện. Gieo một tư tưởng sẽ gặt một hành động, gieo một hành động nó sẽ gặt một cái tương lai, và gieo một tương lai chúng ta sẽ gặt một cái thiên mệnh. Cho nên chị em, rất là quan trọng để chúng ta để lời của Chúa rửa tâm trí của chúng ta, ở trong sự hiện diện của Ngài, để vinh quang của Chúa động lại trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống cái thánh khiết ở trước mặt Chúa được. Của lễ thứ ba là mục dược, nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh của Chúa. Trong tất cả các tôn giáo ở đời này, chỉ có Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa duy nhất, người sáng lập tôn giáo duy nhất, chết cho những người đi theo mình. Và Ngài đã được định sanh ra để chết. Ngài chết vì dạng của tuổi tác, nhưng mà chết để đền nợ tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta được tha thứ trong Chúa. Chúa cho để trong mùa Giáng sinh này có những giây phút chúng ta lắng lòng xuống, nhìn lại từ máng cỏ cho đến thập tự giá, Chúa yêu chúng ta đến giường nào. Ngài sanh ra và đã được định trước là sẽ chết, chết để đền nợ tội thay cho chúng ta. Vì nhờ đó mà chúng ta có thể được sống đời đời với Ngài. Thật là tình yêu hết sức là lạ lùng của Chúa. Nếu một dược nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh của Ngài, thì chúng ta cần tin rằng Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Giăng chương 3:16, trái tim của tin lành của Chúa. Vì Đức Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Hầu cho hễ ai, tức là bất cứ ai, mà là những người đáp ứng lại đó, thì sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ở đây cho chúng ta thấy Chúa Giêsu làm xong hết, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha làm xong hết tất cả những gì mà các tôn giáo khác bảo con người phải làm để ước mơ rằng mình sẽ được cứu, mình sẽ được đi vào trong một cái trùng giới nào đó. Chúa làm hết tất cả cho chúng ta. Đó là Ngài đã có một cái kế hoạch đền nợ tội thay cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy. Tin Chúa Giêsu tại đây là tin với tất cả những gì Ngài nói, Ngài làm, Ngài thực hiện cho chúng ta, và chúng ta nhận cho chính mình, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi trong ơn của Chúa, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là trái tim của tin lành của Chúa. Nếu Chúa Giêsu là đấng hy sinh vì đền nợ tội cho chúng ta, thì chúng ta đừng coi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là điều đương nhiên. Ngày hôm nay có một lối và có một cái chiều hướng người ta giảng tin Chúa được cứu rồi, sau đó mình có ăn ở như thế nào, mình có làm cái gì cũng sao, cũng mất sự cứu rỗi của mình. Đó là sự phỉnh gạt của ma quỷ. Chắc chắn khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được cứu, nhưng chúng ta không được khinh lờn cái sự cứu rỗi mà Chúa ngài ban cho chúng ta, khinh lờn ân điển của Chúa. Philip chương 2:12 nói: Vậy thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ lúc tôi vắng mặt lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Chúng ta biết khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, lập tức chúng ta được Chúa xưng chúng ta là công bình ở trước mặt Ngài. Đó là phần tâm linh của chúng ta được cứu ngay tức khắc. Lẽ đạo gọi là chúng ta được xưng công bình. Nhưng mà linh hồn của chúng ta chưa được cứu. Lý trí, ý chí và tình cảm chúng ta chưa được cứu. Chúng ta phải tiếp tục đeo đuổi.
Lời của Chúa bảo chúng ta là hãy lấy lòng nhu mì khiêm nhường, nhận lấy lời đã trồng ở trong chúng ta là lời cứu được linh hồn của chúng ta. Lời của Chúa sẽ tiếp tục thay đổi tâm trí chúng ta, gột rửa tâm trí của chúng ta. Trước đây cái gì cũng sợ, cũng mê tín dị đoan, tất cả bây giờ được thay đổi. Cái gì chúng ta cũng sợ trước đây, sợ chết, sợ người ta bỏ bùa, sợ đủ mọi thứ hết. Ngày hôm nay, bởi lời của Chúa cho chúng ta biết, đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian, có cái gì để mà sợ nữa. Amen anh chị em. Nếu chúng ta bước đi với Chúa thì không có một vũ khí nào nó được rèn ra để nghịch cùng chúng ta, nó được đứng vững thì có cái gì để chúng ta sợ nữa. Đức Chúa Trời ở cùng ta thì loài người làm gì chúng ta được, còn gì để chúng ta sợ nữa. Chúng ta được cứu, chúng ta được có sự sống đời đời, chết là chúng ta liền ở trong sự hiện diện của Chúa thì còn cái gì để sợ nữa. Chỉ có lời của Chúa mới có thể gột rửa tâm trí của chúng ta, để đẩy lùi sợ hãi ra khỏi đời sống chúng ta, đẩy lùi mê tín dị đoan ra khỏi đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta sợ tương lai, trong khi lời của Chúa bảo chúng ta đứng nắm giữ tương lai của chúng ta, Ngài có quyền để đem chúng ta đi từ đây đến tương lai của chúng ta vào cõi đời đời, sống đời đời với Chúa, Ngài có quyền để làm công việc đó. Thì có cái gì để sợ nữa. Nhưng mà chúng ta biết giao đời sống của chúng ta trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và lời của Chúa cũng bảo chúng ta hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, là điều có thể cứu linh hồn của chúng ta. Thì này có nghĩa là lý trí của chúng ta cần phải được cứu, ý chí của chúng ta cũng cần phải được cứu. Vì từ nhỏ chúng ta được dạy có chí thì được nên. Nếu mà lời của Chúa cho chúng ta biết, một người có thể có ý chí nhưng mà không có sức để làm trọn. Chứ đâu Phaolô nói điều đó: tôi muốn làm điều lành nhưng mà điều ác cứ theo thôi. Ông thấy không, cái lực tranh chiến ở trong ông. Cuối cùng nhân tại là ông nói khốn nạn cho tôi, hãy cứu tôi ra khỏi cái thân thể hương nát này. Ông liền nhớ một sự mặc khải từ nơi lời của Chúa, Đức Chúa Jesus Christ. Ngài cứu và Ngài ban cho sức mạnh thiêng liêng để ông có thể sống một đời sống phước hạnh theo ý muốn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm xúc của chúng ta cũng cần được cứu. Chính Chúa Thánh Linh Ngài bước vào đời sống của chúng ta, Ngài khiến cho đời sống của chúng ta bắt đầu có kết quả, có trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có một luật pháp nào cấm những điều đó. Cảm xúc của chúng ta mà nằm ở dưới quyền điều khiển của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy rằng mình đi đâu người ta cũng thương mình hết. Mình không còn giống như con nhím đi đâu là đâm chích người này người kia. Chúng ta cũng không có cái chuyện là chúng ta sống một cách gọi là không có tiết độ. Nhưng mà tất cả, ai mà ghét cái người sống mà đầy tình yêu thương anh chị em? Ai mà ghét những người sống đầy sự vui mừng? Cho nên chúng ta thấy không có một luật pháp nào cấm những sự đó. Chúa Ngài có thể ban cho đời sống của chúng ta. Thì chúng ta thấy, chúng ta nhiều lời của Chúa nói rằng hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Đó là tiến trình thánh hóa. Và cuối cùng thân thể của chúng ta sẽ được Chúa Ngài làm cho vinh hiển khi chúng ta gặp Chúa và Chúa cho chúng ta thân thể mới. Thì sự cứu rỗi của chúng ta có ba mặt đó: tâm linh của chúng ta được cứu ngay tức khắc, chúng ta được xưng công bình. Linh hồn của chúng ta được cứu khi chúng ta ăn nuốt lời của Chúa và để lời của Chúa rửa sạch đời sống của chúng ta, gọi là tiến trình của sự thánh hóa, sanctification. Và glorification được vinh hiển khi Chúa cho chúng ta một thân thể mới. Và cái thân thể mà không còn kéo chúng ta, trì kéo chúng ta vào trong tội lỗi. Và thân thể được Chúa Ngài ban cho giống như thân thể phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Nếu Đức Chúa Giê-xu là đấng hy sinh chịu chết thay cho chúng ta, thì hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài cho mọi người, để trách nhiệm của chúng ta. Roma chương 10 câu 14-15: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: bằng chân của những người rao truyền tin lành thật xinh đẹp biết bao. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bằng chân của những người không phải là những người đi làm một bộ móng chân là xinh đẹp biết bao. Xin các anh chị em làm nghề móng tay móng chân đừng nói mục sư bữa nay chơi xỏ, nhưng mà tôi muốn chơi chữ ở tại đây, mà là bằng chân của những người truyền giao tin lành của Chúa thật xinh đẹp biết bao. Nó có thể nó chai đó, để đi đường đất để phải lội bùng lội sình để đi để truyền giáo đó, nhưng mà trước mặt Chúa những bàn chân đó đẹp vô cùng. Cảm ơn Chúa. Những cuộc đời đó thì chúng ta thấy rằng nó còn hơn siêu sao nữa. Vì người đem sự cứu rỗi của Chúa đi ra để rao giảng thì như những vì sao sáng chiếu sáng mãi mãi ở trên những vùng vòng cung của trời.
Cảm ơn Chúa. Siêu sao chúng ta thấy thập niên này nó đẹp, qua tới thập niên sau nó già, người ta không sử dụng nữa để đóng phim nữa, thì nó không còn là siêu sao nữa, mà sao chết. Chỉ có những người rao truyền tin lành của Chúa, để ra rao giảng tin lành của Chúa cho những người lạc mất, thì họ sẽ là những vì sao chiếu sáng đời đời mãi mãi, hơn cả sao quả, sao thổ nữa. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết các vì sao đó rồi nó sẽ tắt và nó qua đi. Nhưng mà những vì sao chiếu rọi tin lành của Chúa cho những người lạc mất sẽ được chiếu sáng đời đời mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Để kết luận, tôi nhắc lại một số điều để anh chị em chúng ta được nhắc nhớ trong mùa Giáng sinh này, và có những công việc chúng ta cần làm trong mùa Giáng sinh này. Nếu chúng ta vẫn tin Đức Giêsu là vua, hãy trung tín và trung thành với Ngài, dành cho Ngài vị trí ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Đừng để Chúa ở hạng bét, hạng chót. Ngài luôn luôn đứng hàng đầu. Tất cả mọi quyết định, tất cả mọi suy nghĩ của chúng ta, Chúa phải đứng hàng đầu. Trước khi chúng ta làm quyết định, hãy để Chúa đứng hàng đầu. Câu hỏi của chúng ta cần hỏi trước khi chúng ta làm một gì đó, điều này có đẹp lòng Chúa không? Hôm nay chúng ta thức dậy, chúng ta có giao cho Chúa cái ngày hôm nay như là cái quyết định đầu tiên ở trong ngày của mình không? Chúa phải đứng hàng đầu. Chúng ta phải tôn vinh Ngài trong hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Vậy chúng ta đã được nhắc nhở, hoặc ăn, hoặc nói, hoặc làm, hãy vì vinh quang của Chúa mà làm. Chúng ta hãy dâng trọn cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sắp sửa bước vào trong năm mới, hãy dâng cuộc đời chúng ta trong năm mới theo thánh ý mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Và tại đó tôi cam đoan với anh chị em, phước hạnh của Chúa đang chờ chúng ta. ...2023... chúng ta được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là năm mà Chúa Ngài sẽ đem lại sự phục hồi, hoàn trả cho chúng ta. Nên anh chị em yêu dấu của tôi, nếu có những mất mát, hãy chờ đợi. Chúa Ngài đang chuẩn bị hoàn trả cho chúng ta ở trong năm mới. Thật ra năm mới này theo lịch của Do Thái đã bắt đầu hôm tháng 10, 25 tới tháng 10. Chúng ta ở trong những ngày đầu của năm của sự hoàn trả của Chúa. Đúng, sẽ có hứa hẹn có những khó khăn, nhưng mà có một cái lời được khích lệ chúng ta. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ vùng Gosen, là vùng đất mà Chúa Ngài đã sử dụng Joseph để ban cho tuyển dân của Chúa Israel ở trong đất Ai Cập. Tại đó, đó là vùng đất màu mỡ nhất, tại đó bình an nhất. Ở trong lúc mà các con đầu lòng của Ai Cập trong tai vạ thứ 10 xảy ra, người ta rên la vì con đầu lòng của mình chết, súc vật đầu lòng của mình chết, thì tại vùng Gosen không có một tiếng chó sủa, bình yên đến như vậy. Ở giữa những sự khó khăn mà chúng ta đối diện, Đức Chúa Trời Ngài có quyền để gìn giữ bảo vệ hội thánh của Ngài. Thì chúng ta nhận biết, giao trọn cuộc đời của chúng ta trong tay của Chúa, thì Chúa Ngài có quyền pháp lý để bảo vệ chúng ta trong ơn của Ngài. Vì trước ngày Đức Giêsu trở lại, Kinh Thánh lời chính Đức Giêsu cũng báo chúng ta biết rằng sẽ có những hoạn nạn, sẽ có những sự khó khăn. Chúng ta sẽ cùng với thế giới này trải qua những ngày đó, nhưng mà điều khác biệt là chúng ta có Chúa ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nếu bạn vẫn tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi. Đánh hạ hết tất cả những thần tượng khác ở trong đời sống của chúng ta, vì nó chỉ dẫn chúng ta đến chỗ trói buộc thôi anh chị em. Hãy để Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời, và chúng ta thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi. Chỉ nương tựa vào Chúa trong mọi tình huống. Nhắc nhở và bắt gặp chính mình. Khi chúng ta gặp cái sự khó khăn, ai là người mà chúng ta gọi trước? Đức Chúa Trời, hay là cái anh, cái chị đó, hay là cái ông, cái bà đó? Phải gọi Chúa trước. Chúa có thể điều động những con người, những người trưởng thành trong Chúa, những người lãnh đạo thuộc linh của chúng ta để giúp đỡ cho chúng ta, mà Chúa phải là đấng mà chúng ta kêu Ngài. Nếu 911 của đời này thì chúng ta phải có 3333. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết. Amen anh chị em. Chúa mời như vậy, giải sao mà chúng ta lại từ chối chứ? Bạn hãy kêu cầu. Chúa Ngài làm, mà Ngài còn làm quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng có nhiều người cứ thôi, Chúa ơi, xa lắm, tôi đi kiếm người này người kia, cố vấn này cố vấn kia, tư vấn này tư vấn kia, và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể gặp phải họ cho chúng ta ý riêng của họ, có thể giải quyết ngay tức thì trước mắt.
Nhưng mà đường xa không giải quyết được. Chỉ có Đức Chúa Trời của chúng ta lớn gọi chúng ta, khích lệ chúng ta. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ, chứ không có thể, ta có thể, ta sẽ trả lời cho. Và ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn, khó, là những việc các ngươi chưa từng biết. Ba chữ đó cho chúng ta thấy rằng có một cái kho của phước hạnh, của quyền năng của Chúa dành sẵn cho chúng ta khi chúng ta chỉ ngước mắt lên kêu cầu. Chỉ có những người dài mới từ chối cái lời mời này của Chúa. Phải không chị em? Nương tựa vào Ngài để sống cuộc đời thánh khiết. Tôi nhắc điều này chính mình luôn và nhắc anh chị em. Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cái bình cũ. Không ai gọi là quá già đến độ Chúa không thể sử dụng được. Những cái bình cũ, những cái bình bể Chúa cũng có thể sử dụng được. Cuộc đời chúng ta trước khi gặp Chúa nó có thể nó là nó nát như thế nào, đó là cái chuyện không quan trọng. Vì Chúa Ngài có quyền để bởi sự chết của Ngài, bởi quyết của Ngài chuộc lại cho chúng ta. Chúa làm cho những mảnh đời đổ nát của chúng ta, Chúa Ngài sử dụng. Có một cái môn gọi là nghệ thuật của người Nhật rất đặc biệt. Những cái chén, những cái bình bị bể họ không dục bỏ, mà họ đem, họ lấy vàng, họ nối cái bình bể đó lại. Thì cái giá trị mà kể như là đã dục bỏ đó, bây giờ trở nên một tuyệt tác phẩm. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng chuyên môn làm công việc đó. Để chúng ta giao cho Chúa cuộc đời của chúng ta, những mảnh vỡ của cuộc đời chúng ta đi nữa, Chúa có quyền để Ngài gom nó lại, rồi Ngài lấy vàng của Ngài và Ngài giá nó lại, Ngài hàng nó lại, và cuối cùng nó trở nên một cái bình, một cái chén lành lặn, nhưng mà có những đường nét, có những cái vân, có những cái ven ở trong đó, là những cái sợi vàng được sử dụng để nối, để hàn gắn cái chén, cái bình đã từng bị bể đó để Chúa Ngài sử dụng. Và cái giá trị của nó thì nó nhiều gấp 10 lần hơn cái bình trước khi nó bị bể. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài cũng có thể sử dụng những cái bình bể. Nhưng mà có loại bình duy nhất Đức Chúa Trời không thể sử dụng được là cái bình dơ bẩn. Xin Chúa cho để chúng ta biết ăn năn những gì chúng ta vấp phạm, nhanh chóng đến để xin Chúa Ngài tha thứ, rồi chúng ta bước những bước kế tiếp trong đời sống của chúng ta, bỏ quá khứ lại phía sau, tiến lên trong việc chúng ta nhận sự tha thứ của Chúa, rồi tấn tới trong ơn của Ngài, tiếp tục sống trong sự sống thánh khiết để luôn luôn được Chúa Ngài sẵn sàng để đưa vào sử dụng. Và cuối cùng, nếu bạn vẫn tin vào sự hy sinh của Chúa Giêsu, hãy mời Ngài bước vào cuộc sống của bạn. Nếu có ai tại đây chưa bao giờ làm điều đó, hôm nay là ngày quý vị các bạn có thể đến với Chúa. Quý vị có thể hỏi Mùa Xuân Khánh, làm sao tôi có thể mời Chúa bước vào cuộc đời của mình? Thứ nhất, chúng ta phải ăn năn. Ăn năn về những tội lỗi mình đã phạm. Vì nói tôi đâu có cướp của giết người gì mà phải ăn năn mục sư. Ông chị em ơi, định nghĩa của Kinh Thánh thì nó không chỉ là cướp của giết người. Cướp của giết người nó là cái công việc của tội lỗi. Nhưng mà tội lỗi đó là chúng ta đã đi đúng, xin lỗi, đi sai mục đích mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta phải đi cho đúng. Ở trong danh từ của những người bắn cung bắn tên thì miss the mark, khi cái mũi tên được giương ra và được bắn mà nó không trúng vào trong cái hồng tâm thì cái mũi tên được gọi là cái mũi tên có tội. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và Ngài có mục đích tuyệt vời cho đời sống của chúng ta. Mà chúng ta đã cách ly với Chúa, chúng ta túm lấy cuộc đời chúng ta như đứa con đã xin cha của mình xin chia phần gia tài cho con, đành tóm hết tiền bạc đi phương xa ăn chơi đời sống của mình với phường thị điếm, cuối cùng mất hết, bắt gặp chính mình ở trong cái nơi cùng thấp nhất, phải đi chăn heo cho người ta. Ăn năn về những lời mình đã phạm, những tư tưởng xấu mà mình đã có, những hành động mình đã phạm. Ăn năn và nói với Chúa rằng con cần sự tha thứ của Chúa. Thứ hai, tin rằng Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã thực hiện sự cứu rỗi của Ngài. Từ trước khi lên thập tự giá cho đến thập tự giá, Chúa Giêsu Ngài đã chịu đau đớn thay cho chúng ta, đền nợ tội thay cho chúng ta. Chúng ta tin và tiếp nhận cho chính mình
thì chúng ta sẽ được tha thứ và chúng ta được cứu. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng, anh chị em mở miệng, tin ở trong lòng, miệng phải nói ra, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cái đời sống của mình, thì chúng ta sẽ được cứu. Thì chúng ta tin vào sự hy sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta phải sống cuộc đời xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã gọi chúng ta. Chúa gọi chúng ta, biệt riêng chúng ta, làm người của Chúa, là hội thánh của Ngài. Và cuối cùng, tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ Đấng Christ với người khác. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chúng ta có được giải pháp duy nhất mà nhân loại cần. Đó là tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên hãy tận dụng tất cả mọi cơ hội. Hết lòng rao truyền tin lành của Chúa cho những người lân cận, cho những người cùng khu xóm của chúng ta. Và hết lòng mời những người thân quen của chúng ta đến với hai chương trình truyền giảng vào Chủ nhật tuần tới, 9 giờ sáng trong lễ tiếng Anh và 11 giờ lễ tiếng Việt. Anh chị em chịu hy sinh một chút. Nếu mà người láng giềng, những người bạn của chúng ta nói tiếng Anh, chúng ta đi sớm, chúng ta đưa họ đến vào lúc 9 giờ để họ có thể nghe, hiểu về tin lành của Chúa để được cứu. 11 giờ là lễ tiếng Việt. Nên chúng ta đưa một người Mỹ đến lễ tiếng Việt, họ ngồi đó sẽ là gánh nặng cho họ và như là một cái chúng ta xúc phạm họ. Chúng ta mời họ đến mà chúng ta cứ nói tiếng Việt không, vì đó là lễ tiếng Việt. Cho nên những người có những người bạn của mình nói tiếng Anh, chúng ta dâng cho Chúa một món quà ở trong ngày sinh nhật của Chúa Jesus Christ. Dâng cho Chúa thêm 2 giờ đồng hồ mình có thể ngủ nướng hơn một chút. Để mời, để gọi mà đưa cái người bạn cần biết Chúa đến vào lễ tiếng Anh để họ có thể nghe, hiểu và tin nhận Chúa. Và 11 giờ thì dành cho những người nói tiếng Việt của chúng ta, lễ tiếng Việt. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này, chúng ta đến với Chúa và đáp ứng lại với sứ điệp trong ngày hôm nay. Nếu có ai tại đây bởi vì cần mời Đức Chúa Giê-xu bước vào đời sống của mình, đây là thời giờ, đây là dịp thuận tiện để chúng ta làm công việc đó. Bởi vì mạnh dạn rời các hàng ghế của mình, tiến lên phía trước tại đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị. Cầu nguyện mời Chúa bước vào cuộc đời của mình, để chúng ta có thể dâng cho Chúa cái của lễ, món quà xứng đáng cho vua, đó là cuộc đời của chúng ta. Thì Chúa Ngài sẽ nhận, Ngài biến đổi, Ngài ban phước, Ngài biến hóa chúng ta để chúng ta trở nên một người mới, để chúng ta có thể từ nay sống một cuộc sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng tôi sẽ giúp quý vị, đừng ngại, đừng sợ. Nói với người bạn của mình, người đưa mình đến đây, xin đến, đi lên với tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Cộng hội thánh chúng ta mỗi người cầu nguyện. Nếu có chỗ nào chúng ta thấy chúng ta đã thiếu hụt, xin Chúa cho chúng ta hoàn chỉnh, để đời sống của chúng ta trở nên một món quà xứng hiệp với vua Giê-xu của chúng ta. Và xin Chúa nghe ban ơn để chúng ta hết thảy sẽ kinh nghiệm cái ngày mà Chúa Giê-xu Ngài đã đến trần gian này, thật thiên đàng đã mở ra trên đất này, và cuộc đời của mỗi một chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm điều đó. Cho kính yêu chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa Ngài đã tuyển chọn những câu chuyện bởi Thánh Linh của Chúa soi sáng mà Ma-thi-ơ đã ghi lại cho chúng con, những tấm gương tuyệt vời của những con người từ phương Đông đã tìm kiếm Chúa một cách hết lòng, đi trong đức tin bởi sự dẫn dắt của dấu mà Chúa Ngài đã đặt ở trên bầu trời, một ngôi sao lạ mà khi họ gặp gỡ họ đã hết lòng tôn thờ Ngài. Chúng cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Xin tiếp tục cho giáo chỉnh sửa, hoàn chỉnh chúng con, để chúng con có thể sống một sự sống phước hạnh như Chúa Ngài đã định. Để mỗi ngày chúng con có thể nói thật, chúng ta đang sống những ngày trời trên đất, khi thiên đàng thể hiện ở trên đất này, trong cuộc đời chúng con, gia đình chúng con, gia tộc của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, tặng Chúa và đổ hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.